Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 75. Đoạn nói chuyện này của Pháp Sư Tịnh Tuyền tuy ngắn, nhưng lượng thông tin ẩn chứa trong đó lại kinh người. Mỗi người nghe được trọng điểm đều khác nhau. Châu Khiếu Uyên nghe thấy Minh Giáo và Kinh Đại Quang Minh, liền nghĩ đến xuất thân của tổ tiên nhà mình. Quả thực có lời đồn, Châu Nguyên Chương là tín đồ Minh Giáo, cũng nhờ thế lực của Minh Giáo mới giành được thiên hạ. Mà trong kho sách của nhà họ Châu, chân quý nhất đều là kinh điển đạo tạng. Toàn bộ triều Minh, các đời vua đều sùng bái đạo giáo, thích luyện đan, điều này cả thiên hạ đều biết. Nhưng chỉ có một bộ Kinh Đại Quang Minh, được đặt trên tất cả kinh sách điển tịch khác, cùng với gia phả họ Châu và gia huấn họ Châu. Người nhà họ Châu không tu Phật Pháp, lại thờ phụng bộ kinh này. Châu Khiếu Uyên vẫn luôn không hiểu tại sao, bây giờ mới hiểu, bộ kinh sách này, chính là nguồn gốc của Minh Giáo. Còn Kha Quân Đạo, với tư cách là nhà sử học và khảo cổ học, lại có chút kinh ngạc. Nguồn gốc giữa nhà họ Châu và Minh Giáo bắt nguồn từ Ma Ni Giáo Ba Tư, những điều này đều có thể khảo chứng. Nhưng nguồn gốc tên gọi của Minh Giáo, vẫn luôn được cho là do biến âm của Ma Ni, cộng thêm việc Minh Giáo quả thực sùng bái lửa và ánh sáng, vậy tại sao lại liên quan đến Võ Tắc Thiên? Nhưng lời của Pháp Sư Tịnh Tuyền, lại giải đáp một số nghỉ hoặc trước đây của ông ta. Sau khi Võ Tắc Thiên lên xưng đế, không ở cung Thái Cực, nơi các vị vua đời tùy đường ngự trị, mà luôn ở Đại Minh Cung, trước đây các nhà sử học đã tìm nhiều nguyên nhân để giải thích, ví dụ như Thái Cực cung thấp trũng ẩm ướt, Võ Tắc Thiên xoán ngôi trong lòng có quỷ, không dám đối mặt với Lý Thế Dân. Đều quá gượng ép, ngược lại không bằng chứng minh này giải thích thấu đáo. Ngoài ra, trong Đại Vân Kinh quả thực có thuyết về thiên nữ Tịnh Quang chuyển thế làm đế vương. Võ Tắc Thiên còn đặc biệt cho người soạn Đại Vân Kinh sới, tìm ra căn cứ lý luận cho việc bà ta lên ngôi hoàng đế. Đáng tiếc, Đại Vân Kinh thật sự đã thất truyền từ lâu, hiện nay lưu truyền chỉ còn Đại Vân Kinh sới. Kết hợp với thời gian Ma Ni giáo truyền vào đất Trung, một số dấu vết về sự phát triển sau này của Minh giáo, rất có khả năng Võ Tắc Thiên chính là giáo chủ đầu tiên của Minh giáo, từ Ma Ni chuyển sang Minh. Các nhà sử học nghĩ nhiều như vậy, nhưng Lý Dục Thần lại chỉ nghĩ đến một việc, Võ Tắc Thiên diệt Lý Đường. Vốn dĩ những lịch sử này không liên quan gì đến anh, nhưng khi ở Hương Cảng, Lý Ngôn Thành nói, thời kỳ đỉnh cao nhất của nhà họ Lý chính là Lý Đường, sở hữu cả thiên hạ. Rất nhiều người muốn diệt nhà họ Lý, chính là vì trong tay nhà họ Lý có một thứ tượng trưng cho sức mạnh tuyệt đối. Nhà họ Lý ở Kinh Thành bị diệt môn, liên quan đến quá nhiều thế lực, trong đó có sự tham gia của ngũ sứ Ma Môn. Năm đó Lý Đường bị diệt trong tay Võ Chu, Lý Đường sùng đạo, Võ Tắc Thiên sùng Phật, Lý Đường ở Thái Cực Cung, Võ Tắc Thiên ở Đại Minh Cung. Tất cả những điều này, dường như có mối liên hệ mật thiết. Võ Tắc Thiên có quan hệ gì với Minh Giáo? Người sáng lập Minh Giáo, Ma Ni Giáo, lại là ai? Ghép các thông tin về Châu Nguyên Chương, Võ Tắc Thiên, Minh Giáo lại với nhau, Minh Giáo hẳn là thân phận che giấu của một trong ngũ hành đường của Ma Giáo Nam Minh Ly Hỏa Đường khi hành tẩu trên thế gian. Nhưng ngũ hiển đường của Ma Môn rõ ràng ở Trung Nguyên, tại sao Ma Ni giáo lại bắt nguồn từ phương Tây, rồi nhanh chóng chuyển vào phương Đông? Ma Ni giáo thờ lửa, sùng bái ánh sáng, liệu có liên quan gì đến thánh giáo mặt trời hiện nay không? Lý Dục Thần càng nghĩ càng nhiều, đầu óc cũng càng lúc càng rối loạn. Liền nghe Pháp Sư Tịnh Tuyền tiếp tục nói, sau khi Võ Chu diệt vong, có người họ Võ lên núi Cửu Hoa, dâng kinh Đại Quang Minh trước bảo tọa của Địa Tạng Bồ Tát. Sau đó, kinh này vẫn luôn được cất giữ trong tàng kinh các của chùa chúng tôi, đến cuối thời nguyên, có một tăng nhân tên Như Tịnh, đến chùa chúng tôi tá túc, vào tàng kinh các, mang kinh Đại Quang Minh đi. Về sau, vị Pháp Sư Như Tịnh này đã trở thành hoàng đế khai quốc của Đại Minh. Châu Khiếu Uyên giật mình, thời niên thiếu, tổ tiên Châu Nguyên Chương quả thực đã xuất gia ở chùa Hoàng Giác, làm chú tiểu, pháp danh là Như Tịnh. Lão ta dạo chơi hóa duyên, dấu chân trải dài khắp vùng hoàn, dự, núi Cửu Hoa. Chùa Hóa Thành là ngôi chùa nổi tiếng ngàn năm, lão ta từng đến chùa Hóa Thành cũng là chuyện bình thường. Đại sư, vậy nghĩa là, ngài đang tìm kinh Đại Quang Minh. Đúng vậy. Nhưng kinh Đại Quang Minh vẫn luôn được thờ phụng trong từ đường nhà họ Châu chúng tôi, tại sao đại sư lại nghĩ đến việc tìm kiếm trong bí cảnh? Ồ, kinh sách tổ tiên nhà ông truyền lại là chữ Hán hay chữ Phạn? Bản chép tay hay bản in? Pháp Sư Tịnh Tuyền hỏi. Đương nhiên là chữ Hán, là bản chép tay. Nghe nói là bút tích của tổ tiên nhà họ Châu tôi. Châu Khiếu Uyên nói. Pháp Sư Tịnh Tuyền lắc đầu nói, vậy thì không phải rồi. Tôi tìm không phải là kinh Đại Quang Minh, lưu truyền trên đời, mà là chân kinh chữ Phạn do Đường Huyền Trang mang về, bên trong có Đại Quang Minh chú vô thượng. Thì ra là vậy. Sau khi nghe xong, Châu Khiếu Uyên im lặng, người ta đến tìm kinh sách,
Hơn nữa kinh sách đó vốn dĩ ở trong tàng kinh các của người ta, là tổ tiên nhà mình lấy trộm ra, hay nói cách khác là mượn ra, người ta muốn đến tìm, cũng không tiện ngăn cản. Lâm Mộng Đình đột nhiên hỏi, đại sư, ngài nói là hậu nhân nhà họ Võ mang kinh Đại Quang Minh, lên núi Cửu Hoa, vậy hậu nhân nhà họ Võ có xuất gia ở núi Cửu Hoa không? Chuyện này không có ghi chép rõ ràng, nhưng xuất gia thì không nhà, nếu nhà họ Võ thật sự xuất gia ở núi Cửu Hoa, vậy cũng không còn là nhà họ Võ nữa. Pháp sư Tịnh Tuyền nói, Lý Dục Thần biết tại sao Lâm Mộng Đình lại hỏi điều này, Võ Tắc Thiên diệt Lý Đường, trong chuyện này có lẽ có thể tìm thấy bí mật liên quan đến sự truyền thừa của nhà họ Lý. Mà khả năng Võ Tắc Thiên là giáo chủ đời đầu của Minh giáo, cũng khiến cho nhà họ Võ và ma giáo có khả năng tồn tại mối quan hệ. Nhà họ Võ hiện nay còn truyền thừa không? Anh hỏi. Tiêu Sinh nói, có truyền thừa, nhà họ Võ ở Tấn Châu chính là hậu duệ của Võ Đường, rất có thực lực, nhưng hành sự kín tiếng, và có một điều rất kỳ lạ, thế lực của bọn họ dù phát triển thế nào, cũng không ra khỏi Tấn Châu. Tấn Châu. Lý Dục Thần đột nhiên nghĩ đến, chủ nhân cũ của căn nhà bên cạnh Lý gia ở Kinh Thành. Chu Thiệu Nghĩa, hình như là người Tấn Châu. Hầu Thất Quý đã điều tra người này, vốn dĩ ở Tấn Châu mở mỏ than, thực lực không tầm thường, sau đó đắc tội với thế lực địa phương, không chỉ không khai thác than nữa, mà còn chạy đến Kinh Thành, ngay cả Tấn Châu cũng không dám quay về. Anh biết hỏi tiếp cũng vô ích, thấy Châu Khiếu Uyên lộ vẻ khó xử, biết việc. Pháp sư Tịnh Tuyền muốn tìm đồ trong địa cung Hiếu Lăng khiến ông ta rất không thoải mái, liền nói, ông Châu, chức năng của La Bàn là chỉ dẫn sự chuyển đổi không gian. Phá kết giới trận pháp. Nơi này đã là thực cảnh, La Bàn không thể giúp chúng ta xuyên tường phá vách. Tu vi hiện tại của tôi, miễn cưỡng có thể ra ngoài, nhưng tôi không thể mang theo mọi người. Muốn không phá hỏng kết cấu lăng mộ này, chúng ta cần tìm được mộ đạo để ra ngoài. Chỉ bằng như vậy, chúng ta vừa đi vừa tìm, cố gắng không phá hỏng bất cứ thứ gì ở đây. Nếu tìm được kinh Đại Quang Minh, thì để Pháp sư Tịnh Tuyền mang về chùa Hóa Thành. Nếu tìm được lối ra, chúng ta sẽ ra ngoài trước, ông thấy sao? Châu Khiếu Uyên gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Pháp sư Tịnh Tuyền nhìn Lý Dục Thần với ánh mắt biết ơn, chắp tay nói, A-di-đà Phật, Lý Thí Chủ thiện tâm công đức, ngày khác rảnh rỗi, xin mời đến chùa Hó Dơ Thành một chuyến. Lý Dục Thần nghĩ đến việc sau này phải xuống 18 tầng địa ngục, liền cười nói, vừa hay, sớm muộn gì tôi cũng phải bái kiến Địa Tạng Bồ Tát. Tịnh Tuyền còn tưởng anh nói đến việc đến đạo tràng Địa Tạng ở núi Cửu Hoa, liền nói, vậy lão tăng xin cung nghênh tiên giá. Mọi người bàn bạc xong, liền đi ra khỏi phối điện. Lý Dục Thần thi triển pháp thuật di chuyển cờ xích hỏa lưu diễm, như đám mây lửa cháy theo trên đỉnh đầu mọi người. Bên ngoài quả nhiên là một đại điện lớn hơn phối điện rất nhiều, trong điện có ngai vàng của đế hậu, ngũ sự bằng lưu ly, trên cột ban long treo đèn trường minh. Nhìn cho tàn trong đèn, dường như vừa mới tắt, mọi người vô cùng kinh ngạc, liên tưởng đến trận đại chiến vừa rồi, chẳng lẽ là do địa mạch bị tức thổ phong ấn dẫn đến đèn trường minh tắt. Chỉ có Lý Dục Thần biết rõ. Ngọn lửa mà đèn trường minh này dựa vào không phải đến từ dầu đèn, mà là cờ xích hỏa lưu diễm phủ trên người Châu Nguyên Chương và Hoàng hậu Mã. Giờ đây cờ đã nằm trong tay anh, đèn trường minh này tự nhiên tắt. Chỉ là, quan tài của Hoàng đế và Hoàng hậu rốt cuộc có ở đây không? Nếu có, vậy quan tài trong bí cảnh vừa rồi lại từ đâu ra? Ở phía bên kia của trung điện, có một cánh cửa đá, cũng hé mở. Theo quy định, hẳn là một tòa điện thờ phụ khác, đối xứng với điện thờ phụ mà họ vừa ở. Vì vậy. Mọi người không để ý, chỉ là cửa đã mở, tiện thể vào xem qua mà thôi. Nào ngờ, trong điện thờ phụ này lại đặt một chiếc bàn đá, trên bàn có một chiếc hộp có lư hương thờ cúng. Trông có vẻ đơn giản, nhưng cả một điện thờ phụ rộng lớn, trống rỗng, chỉ đặt một chiếc hộp như vậy, vô tình tạo cho người ta cảm giác thần bí. Mọi người bước vào, đứng trước bàn, đồng loạt nhìn về phía Châu Khiếu Uyên. Đây là Hiếu Lăng, chỉ có Châu Khiếu Uyên mới có tư cách động vào đồ vật ở đây. Nếu ông ta không động, người khác đương nhiên cũng ngại động vào. Châu Khiếu Uyên cũng rất tò mò, bèn mở nắp hộp ra. Bên trái trong hộp chất chồng một sấp sách dày, trang trên cùng in rõ năm chữ Bát Nhã Đại Quang Minh. Không sai, đây chính là kinh Đại Quang Minh, Pháp sư Tịnh Tuyền kích động nói. Đại sư vừa rồi không phải nói kinh Đại Quang Minh, được viết bằng mật chú Phạn Văn sao, đây rõ ràng là chữ Hán mà. Ông lật ra xem. Châu Khiếu Uyên liền cẩn thận lật trang đầu tiên của sách. Bìa là giấy dày, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác, là một loại giấy rất cổ giống như lá cây, trên đó chỉ chít những ký tự khó hiểu. Đây là kinh lá bối. Nói, loại giấy này được làm từ lá cây bối Đa La, mỗi chữ trên đó đều được khắc bằng kim nhỏ, kinh Phật Thiên Trúc rất nhiều đều là kinh lá bối, vô cùng quý giá, lúc cầm phải cẩn thận. Là một nhà khảo cổ học, vừa nhìn thấy đồ cổ,
lập tức mắc bệnh nghề nghiệp, sợ đồ vật bị người ta làm hỏng, lại quên mất ở đây mỗi người đều là cao thủ, đừng nói là dùng lá cây bối đa la, dù là làm bằng mạng nhện, cũng sẽ không làm hỏng. Châu Khiếu Uyên lấy kinh Đại Quang Minh ra, đưa cho Pháp Sư Tịnh Tuyền, nói, nếu đây là vật của tàng kinh các chùa hóa thành, vậy thì làm phiền Đại Sư mang về đi. Tịnh Tuyền không ngờ Châu Khiếu Uyên lại hào phóng như vậy, nhận lấy kinh thư, nói, tấm lòng Chu lão thí chủ thật khiến người ta kính nể. Châu Khiếu Uyên cười nói, tôi không phải người cổ hủ, sống đến tuổi này rồi, còn có gì không thể nhìn thấu. Chỉ là một cuốn kinh thư thôi, lão tổ tông cũng sẽ không trách tôi. Bên dưới kinh Đại Quang Minh còn đè một cuốn sách nhỏ, bìa không có chữ. Châu Khiếu Uyên tưởng là một bộ, liền lấy ra, mở xem, bên trong lại không phải giấy lá bối, mà là giấy thông thường, nhưng cũng viết phản văn. Đại sư, đây cũng là một phần của kinh Đại Quang Minh sao? Tịnh Tuyền lắc đầu nói, tôi nhớ kinh Đại Quang Minh chỉ có một quyển, để tôi xem. Ông ấy nhận lấy kinh thư, lật xem. Lật đến trang cuối, Tịnh Tuyền hơi sững người, ngạc nhiên nói, mọi người xem. Mọi người đều xúm lại xem, chỉ thấy trên đó viết hai đoạn chữ nhỏ màu đỏ son, võ chu mượn kinh Đại Vân, lời sấm của thiên nữ Tịnh Quang, thay Lý Hưng Chu, đưa vào giáo phái Mani Đại Quang Minh. Giáo phái này là do Mani chúng Ba Tư được Lục Tây Phu truyền Đại Quang Minh Pháp mà sáng lập. Lục Tây Phu chính là sứ giả Minh Quang của Thánh giáo ngày xưa. Nhưng từ khi Thánh nhân trầm luân, Thánh giáo không còn, Minh Vương về biển, chuyển Thánh nhập ma. Tây Phu đi về phía Tây, lập giáo ở phương Tây. Âm chẳng âm, dương chẳng dương, chấm, người áo vải hoài hữu, được Thánh giáo tẩy lễ, được Quang Minh chiếu cố, vì thiên hạ loạn lạc, dẫn quân vượt sông, bảo vệ dân chúng, mưu đồ trị vì, lấy Chu Minh làm quốc hiệu, mong Thánh nhân trở về, Thánh giáo hưng thịnh. Từ võ chu truyền lại, là Mani, không phải Chí Thánh Quang Minh. Nay đem chân kinh Đại Quang Minh và kinh Đại Vân đặt tại nơi này, biến mất trên thế gian, đừng để chuyện võ chu Lý Đường tái diễn. Từ đoạn thứ hai có thể thấy, đây rõ ràng là do Châu Nguyên Chương để lại. Xem ra vị hoàng đế khai quốc nhà Minh này rất lo lắng chuyện võ chu xảy ra, dứt khoát đem cả kinh Đại Vân và kinh Đại Quang Minh chôn xuống đất. Những người khác cảm khái những điều này, còn Lý Dục Thần lại chấn động trước nội dung của đoạn thứ nhất. Minh Vương về biển, Tây Phu đi về phía Tây. Thánh giáo mà Châu Nguyên Chương nói đến, chính là hình thái ban đầu của ma giáo, Ô Mộc Thiếp cũng gọi là Thánh giáo. Lục Tây Phu là sứ giả Minh Quang của Thánh giáo, vậy Minh Vương là sứ giả Hắc Ám. Hai người này đều phản giáo. Hay là Minh Vương phản giáo, chuyển Thánh thành ma, mới có ma giáo sau này, Lục Tây Phu tức giận, đi về phía Tây truyền giáo. Tiếc là trong hộp chỉ có hai cuốn kinh này và hai đoạn lời của Châu Nguyên Chương, không còn thứ gì khác, không thể chứng minh. Lý Dục Thần nhìn Lâm Mộng Đình một cái, trong mắt Lâm Mộng Đình cũng tràn đầy nghỉ hoặc. Lâm Mộng Đình hiện tại, tuy đã dung hợp một phần hồn của Ô Mộc Thiếp, nhưng không có ký ức của Ô Mộc Thiếp. Hồn người vốn không mang ký ức là do não bộ cấu thành, tương đương với ổ cứng của máy tính, hồn có thể tùy ý gọi ký ức, nhưng không thể lưu lại ký ức khi mất đi thân thể. Cho dù là tu hành chuyển thế, muốn tìm lại ký ức kiếp trước, cũng là vô cùng khó khăn. Nhưng hồn là linh thể, có thể lưu lại cảnh giới kiếp trước. Vì vậy, những vị chân tiên lạt ma chuyển thế đến, chỉ cần tu hành một chút đã có thể trực tiếp bước vào đại đạo, đạt được cảnh giới rất cao. Lâm Mộng Đình cũng vậy, cô thông qua hồn của Ô Mộc Thiếp mà có được phu pháp chính thống thượng cổ, chỉ là hiện tại cường độ thân thể và độ dày pháp lực vẫn chưa theo kịp. Em nghĩ kẻ phản bội Thánh giáo là Minh Vương, hay là Lục Tây Phu? Lý Dục Thần dùng thần niệm giao tiếp với cô. Khó nói, có lẽ là cả hai. Lâm Mộng Đình nói, võ chu diệt đường. Nhưng sau đó vẫn trả lại Giang Sơn cho Lý Đường, chuyện này rất kỳ lạ. Có lẽ có thể đến Tấn Châu tìm hậu nhân võ thị, có lẽ có manh mối gì đó. Ừ, Lý Dục Thần gật đầu, anh đang nghĩ, Lục Tây Phu truyền Đại Quang Minh Pháp, truyền giáo ở phương Tây, Thái Dương Thánh giáo có khi nào có liên quan đến Lục Tây Phu không? Nghĩ đến Thái Dương Thánh giáo, Lý Dục Thần lại có chút lo lắng, bởi vì đã lâu không nhận được tin tức gì về phương diện này. Ngoại trừ tình hình bên Los Angeles căng thẳng, Thái Dương Thánh giáo ở những nơi khác, đặc biệt là Hoa Hạ, dường như không có động tĩnh gì thêm. Đối với một tôn giáo đã bố cục phát triển, thâm nhập cả những nơi như Đại học Nam Giang và đảo Cửu Long, sự yên tĩnh kéo dài này rất bất thường. Anh cảm thấy Thái Dương Thánh giáo đang âm mưu chuyện lớn. Pháp Sư Tịnh Tuyền nhận lấy kinh Đại Quang Minh, Châu Khiếu Uyên hỏi ông ấy có muốn mang cả kinh Đại Vân đi không? Tịnh Tuyền nói, kinh Đại Vân không phải vật của chùa chúng tôi, cứ để lại đây đi. Châu Khiếu Uyên lại nhìn về phía Lý Dục Thần, Lý Dục Thần gật đầu, ông ta mới đặt kinh Đại Vân trở lại.
Mọi người rời khỏi điện thờ phụ thờ kinh thư, đi qua trung điện, hướng ra phía sau. Phía sau điện giữa là hậu điện, cũng chính là tẩm cung nơi đặt quan tài của đế hậu. Mọi người đều rất tò mò, quan tài của Châu Nguyên Chương và Mã Hoàng hậu có còn ở trong đó không, có giống như vừa thấy trong bí cảnh không. Tuy nhiên, sau khi bước vào hậu điện, mọi người đều vô cùng thất vọng, bởi vì hậu điện này đã sụp đổ. Trong thiết kế của Hiếu Lăng, tầng hầm lăng mộ được trải rất nhiều đá cuội, một khi có người đào địa đạo vào, đá cuội sẽ lăn xuống, bịt kín lăng mộ. Cách này tốt hơn so với các lăng mộ hoàng đế khác dùng thủy ngân để chống trộm, ít nhất sẽ không ô nhiễm đất, cũng sẽ không để quan tài và đồ chôn cùng trong lăng mộ bị ngâm trong thủy ngân. Với sức mạnh của 10 người này, muốn dọn dẹp đá cuội trong địa đạo không khó, nhưng như vậy chắc chắn sẽ gây ra một số phá hoại cho địa cung. Trước mặt Châu Khiếu Uyên, phá hoại mộ phần tổ tiên của người ta, đây không phải là việc người làm. Huống hồ cả hậu điện đều đã sụp đổ vùi lấp, dọn dẹp địa đạo ra cũng vô dụng. Mọi người đang định rời đi, Lý Dục Thần đột nhiên nói, chờ chút. Anh đứng đối diện địa đạo bị bịt kín, thần thức xuyên qua địa đạo, thẳng đến đống đổ nát của hậu điện. Một lúc sau, bỗng nghe trong đống đá cuội truyền đến tiếng sột soạt. Mọi người đều giật mình, tưởng lại có biến cố gì, đều lấy vũ khí ra, như gặp đại địch. Vài viên đá cuội rơi xuống, từ bên trong bò ra một con rùa nhỏ. Con rùa này lưng đen, chân trắng, kỳ lạ nhất là, nó chỉ có ba chân mà không có đuôi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không biết đây là vật gì, cũng không biết nên làm thế nào, đều nhìn về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần cũng không biết đây là thứ gì, trong thượng cổ kỳ thú lục ở Thiên Đô, cũng không ghi chép về loài rùa ba chân không đuôi, lưng đen chân trắng. Đang lúc anh suy nghĩ, con rùa nhỏ đã bò ra khỏi đống đá, ngẩng đầu, tò mò nhìn mọi người. Nó dường như đang suy nghĩ, một lúc sau, dường như đã quyết định, lập tức bò về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần ngồi xổm xuống, nhìn con rùa nhỏ. Con rùa nhỏ cũng nhìn anh. Lý Dục Thần đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, mờ u bàn tay áp xuống đất. Con rùa nhỏ liền bò lên, nằm úp trong lòng bàn tay anh, nhỏ nhắn xinh xắn, vừa đúng bằng một bàn tay. Châu Khiếu Uyên cảm khái nói, huyền quy thông linh, trời đất sinh ra, không phải vật của nhà họ Châu tôi, nếu thấy nó có ý muốn nhận cậu làm chủ thì cậu cứ mang về đi. Lý Dục Thần đứng dậy, nói với con rùa nhỏ trong tay, mang về cũng được. Nhưng đến nhân gian, mày phải nghe lời, nhân gian có quy củ của nhân gian. Con rùa nhỏ dường như nghe hiểu, cái đầu nhỏ lắc lư vài cái, rồi đầu chân co. Rụt lại, chỉ còn lại một cái mai rùa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.